Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ thua chung cuộc dù đang trong thế thắng. Hồ Duy Hải sẽ thoát án tử hình tại phiên tái thẩm. Phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã khép lại với việc tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã quyết tâm bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nghĩa là vẫn giữ nguyên tội danh giết người cướp của nghi can Hồ Duy Hải theo bản án cấp sơ thẩm và phúc thẩm trước đây. Nhìn bên ngoài có lẽ không khó nhận ra Nguyễn Hòa Bình đã thành công trong việc bảo vệ quan điểm trước đây của y khi y giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cũng giúp cho đương nhiệm Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khi trước đây tên này cũng khẳng định Hồ Duy Hải là thủ phạm giết người cướp của. Khi tên Trương Hòa Bình ngồi ở ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng thời tên chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng bảo vệ được thanh danh cho tên cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Khi vào năm 2012, Trương Tấn Sang bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải tại quyết định số 639 quyết định Chủ tịch nước ngày 17 tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra cho thấy, chiến thắng của tên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ là bề nổi, chỉ là ngọn lửa trơm còn thất bại khi đang chờ hắn ta ở phía trước. Khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm, kháng nghị và chắc chắn vụ án Hồ Duy Hải sẽ được tái thẩm. Chuyện tái thẩm là chắc chắn và trong kỳ chờ đợi, sẽ diễn ra một phiên tái thẩm thì xin được nói sơ qua mục đích và ý nghĩa của giám đốc thẩm và tái thẩm như sau. Giám đốc thẩm khái niệm là thủ tục tố tụng đặc biệt nhằm xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Tính chất, xem xét lại bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật sau phát hiện có sai sót nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng. Căn cứ kháng nghị, kết quả bản án quyết định của tòa án không phù hợp với tình tiết quan trọng của vụ án. Kết luận trong bản án quyết định của tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, chủ thể kháng nghị, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao và của tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Quân sự cấp quân khu và khu vực. Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. Loại bản án quyết định cần xem xét lại, bản án quyết định có sai sót nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng. Tái thẩm, khái niệm là thủ tục tố tụng đặc biệt nhằm xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án, nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà tòa án không biết được khi ra bản án quyết định đó. Tính chất, xem xét lại bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật do phát hiện tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung bản án, quyết định mà tòa án không biết được lúc ra bản án quyết định. Căn cứ kháng nghị, có căn cứ chứng minh lời khai của người làm chứng, kết luận giám định, kết luận định giá tài sản, lời dịch của người phiên dịch, bản dịch thuật có những điểm quan trọng không đúng sự thật. Có tình tiết mà điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội đồng do không biết được mà kết luận không đúng làm cho bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, không đúng sự thật khách quan của vụ án. Vật chứng biên bản về hoạt động điều tra truy tố xét xử, biên bản hoạt động tố tụng khác hoặc những chứng cứ tài liệu, đồ vật khác trong vụ án bị giả mạo hoặc không đúng sự thật. Những tình tiết khác làm cho bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, không đúng sự thật khách quan của vụ án. Chủ thể kháng nghị, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương có quyền kháng nghị đối với bản án,
quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án quân sự cấp quân khu và khu vực. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi thuộc thẩm quyền theo lãnh thổ. Như vậy, tại tiết 4.1 điểm 4 phần chủ thể kháng nghị, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hết quyền kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải, vì hiện nay tại phiên tòa giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định bản án đối với nghi phạm Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, chiều theo chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Tư pháp Quốc hội có quy định. Một, Ủy ban Tư pháp Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo công tác của chứng án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hai, Ủy ban Tư pháp Quốc hội giám sát hoạt động của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong việc điều tra truy tố xét xử, thi hành án bổ trợ tư pháp. Ba, kiến nghị các vấn đề về hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án bổ trợ tư pháp, tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp. Qua các chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho thấy vụ án Hồ Duy Hải sẽ được tái thẩm theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, mà nhiệm vụ này thuộc về bà Lê Thị Nga, hiện nay là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Bởi vì trước đây bà Lê Thị Nga đã từng giám sát vụ án Hồ Duy Hải trong vai trò Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Phó trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự. Vào năm 2017, tại đợt giám sát đó, bà Lê Thị Nga đã có báo cáo chi tiết với kết luận rằng việc tòa án không hai cấp kết tội Hồ Duy Hải là chưa đủ cơ sở vững chắc, có đầy đủ căn cứ để giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm số 281/2009. Hồ sơ phúc thẩm ngày 28/4/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Sài Gòn. Muốn bảo vệ thanh danh của mình thì bà chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga phải yêu cầu tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải, hay nói cách khác, bà Lê Thị Nga sẽ là chủ thể tái phẩm vụ án này. Dĩ nhiên, hiện nay phe của bà Lê Thị Nga là phe của Vương Đình Huệ, có sự chống lưng của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, nên chắc chắn tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ thua chung cuộc dù đang trong thế thắng và Hồ Duy Hải sẽ thoát án tử hình. Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vụng veo cố chống thánh chỉ của Trọng Lú sẽ có phiên tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Nực cười cho cái gọi là phiên tòa giám đốc thẩm xứ Đông Lao khi mất 3 ngày để đăng đàn, giống trống gọi là giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, để cuối cùng chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao là Nguyễn Hòa Bình phải lấy biểu quyết về 4 vấn đề cụ thể và đạt được 17 trên 17 biểu quyết bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Trước khi đi vào phân tích chi tiết để mọi người nhận ra một sự thật là công lý ở Việt Nam chỉ là anh diễn viên hài, thì tôi xin trích lại những nội dung biểu quyết của Hội đồng thẩm phán như sau. Một, nội dung thứ nhất, A, câu hỏi đưa ra để biểu quyết, vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu, những sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không? B, kết quả biểu quyết 17 trên 17 thành viên biểu quyết không thay đổi bản chất vụ án. Nội dung thứ nhì, câu hỏi đưa ra để biểu quyết, bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người đúng tội, đúng mức án hay không? Kết quả biểu quyết, kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết đúng người đúng tội, đúng mức án. Nội dung thứ ba, câu hỏi đưa ra để biểu quyết, quyết định số 639 quyết định Chủ tịch nước ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực. Quyết định kháng nghị số 15, quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Về 7, của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có đúng pháp luật hay không? Kết quả biểu quyết, kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết không đúng pháp luật. Nội dung thứ tư, câu hỏi đưa ra để biểu quyết, chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không chấp nhận kháng nghị. Kết quả biểu quyết, kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết không chấp nhận kháng nghị. Qua 4 nội dung mà tên tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đưa ra để đi đến quyết định bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tức vẫn giữ nguyên kết luận của bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải với tuyên án Hồ Duy Hải bị tử hình. Cá nhân nhận thấy có những sai sót nghiêm trọng sau đây từ các cơ quan công quyền của Việt Cộng có trách nhiệm trong phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải cụ thể.
Phía Tòa án Nhân dân tối cao mà đại diện là chánh án Nguyễn Hòa Bình, rõ ràng với vai trò chức trách của mình khi có kháng nghị vụ án từ phía Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đưa vụ án ra phiên tòa giám đốc thẩm, thì ngay bước thủ lý hồ sơ vụ án, nếu xét thấy kháng cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật, thì Tòa án Nhân dân tối cao sẽ không thụ lý hồ sơ vụ án ở cấp giám đốc thẩm mà gửi trả lại cho phía Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với giải thích cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hiểu được là kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật. Vậy thì hà cớ gì Tòa án Nhân dân tối cao lại tiếp nhận đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để mở ra phiên tòa giám đốc thẩm rồi mới biểu quyết bác bỏ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án Hồ Duy Hải với nội dung biểu quyết ở mục số 3 là không đúng pháp luật? Không cần đi phân tích tiếp ba nội dung mà Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra biểu quyết tại Hội đồng Thẩm phán, phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, mà chỉ cần tập trung vào nội dung số 3 là đủ chứng minh công lý ở Việt Nam chỉ là anh chàng diễn viên hài công lý. Bởi vì nếu phủ quyết kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo đúng như kết quả đã biểu quyết là 17 trên 17 thành viên Hội đồng Thẩm phán biểu quyết cho rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật, thì ngoài việc Tòa án Nhân dân tối cao đã hồ đồ khi thụ lý hồ sơ vụ án ở cấp giám đốc thẩm ra thì rõ ràng, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã không hề nắm rõ trình tự, thủ tục tố tụng nên mới ra kháng nghị rồi bị Hội đồng Thẩm phán bác bỏ với lý do không đúng pháp luật. Như vậy kết quả của cái gọi là phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải thực ra chỉ là một trò chơi chính trị để chơi ghế, giành ghế trước kỳ đại hội 13 sắp tới, và oan nhân Hồ Duy Hải chỉ là một quân cờ trong tay của phe Bắc Cộng, đấu với phe Nam Cộng. Mà phe Nam Cộng có sự trợ lực của phe Trung Cộng như tôi đã phân vai cụ thể như sau. Kế thủ tướng sẽ là cuộc đua song mã giữa Vương Đình Huệ và Trương Hòa Bình. Vụ án oan Hồ Duy Hải là chủ đích của Trương Hòa Bình khi tên này còn ngồi ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, và cũng là chủ đích của tên Nguyễn Hòa Bình khi tên này ngồi ở ghế viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hai tên Bình này trước đây phục tùng mệnh lệnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là phải giết quách hình nhân thế mạng Hồ Duy Hải đi để tránh đêm dài lắm mộng, biết rõ ý đồ của Trương Tấn Sang trong việc bao che cho kẻ thù ác chính là người thân của Trương Mỹ Hoa, sau chùa Nguyễn Tấn Dũng, đã ra tay giữ mạng oan nhân Hồ Duy Hải bằng những xảo thuật chính trị của Hàn ta, để rồi bây giờ nó đã vô tình lọt vào tay của Hàn nô Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù tên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vẫn sẽ tuyên án Hồ Duy Hải phạm tội giết người cướp của và bị tử hình, nhưng với tình hình hiện nay cho thấy Hồ Duy Hải sẽ được minh oan, không bị tử hình. Bởi vì vụ án Hồ Duy Hải đã được Hàn nô Nguyễn Phú Trọng can thiệp, chỉ đạo cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị theo thẩm quyền và pháp luật tại công văn số 688, Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24 tháng 7 năm 2019. Căn cứ công văn này nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới ra quyết định kháng nghị vụ án lên cấp giám đốc thẩm. Như vậy, nếu theo Hội đồng Thẩm phán biểu quyết là kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật, thì có các gì chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã gián tiếp khẳng định Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ban hành công văn 688, Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24 tháng 7 năm 2019, không bị pháp luật. Chắc chắn trong lúc bình thường thì có cho Nguyễn Hòa Bình ăn gan cọp thì hắn cũng không dám làm trái thánh chỉ của Hàn nô Nguyễn Phú Trọng. Nhưng trong tình thế hiện nay, cuộc chiến vương quyền đang vào vòng sinh tử, Nguyễn Hòa Bình thì đã quá tuổi, tái bổ nhiệm, nên hắn ta thí mạng cùi làm trái ý Hàn nô Nguyễn Phú Trọng để bảo vệ cho Trương Hòa Bình, cho quá khứ của y và cho đám Nam Cộng, nhưng vẫn còn dè chừng. Khi không dám bác thẳng kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngay từ đầu mà vẫn thụ lý rồi mới lấy ý kiến tập thể là biểu quyết của Hội đồng Thẩm phán. Nói cách khác, tuyên bố Hồ Duy Hải phạm tội là không có thay đổi với tên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Nhưng vụ án Hồ Duy Hải vẫn chưa đóng lại bởi phán quyết của cấp giám đốc thẩm, mà nó sẽ được tái thẩm vì hiện nay Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị, và chắc chắn vấn đề này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội tiếp tục vào cuộc, mà chắc chắn là bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội trước đây đã từng giám sát vụ án Hồ Duy Hải trong vai trò chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội và phó trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật hình sự, tố tụng hình sự vào năm 2015.
Dĩ nhiên, phe Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ thắng vì có sự chống lưng của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và sự hợp lực của Quốc hội do bà Lê Thị Nga chủ trì, vì bà này cũng là dân gốc Nghệ Tĩnh. Cùng phe với Vương Đình Huệ, Hồ Duy Hải sẽ không bị xử tử. Đây là khẳng định của cá nhân tôi.